Xin chào mọi người, đây là chiếc xe gym của khách đã vứt một chỗ gần 2 năm nay rồi, hiện tại là không nổ, không có một cái gì hết. Mang đến đây kiểm tra và yêu cầu mình làm hết toàn bộ xe, làm cho nó ngon lành. Bây giờ mình bắt đầu tháo nha. Ok, bây giờ bắt đầu mình tháo nha, tháo làm hết toàn bộ xe.
Đón xe này tất cả các bạn không nha anh em. Xe này bây giờ chỉ còn anh giàu vào cuối anh bán đang chơi mặt đằng sau cho giàu trong cuối vào mặt đằng cái xe thế là ok điều kiện xe này là rất là tốt đối với phía đi xong
dầu DNC anh em nha. Hơn một năm nay rồi, cứ cho là một năm đi, còn sắp hết rồi. Nhung sẽ chỉ mạnh quang không bao tiền chắc chứ sao nó thank you.
Em ở thứ 4 mà. Ừ. Thứ 4 nó bỏ năm nay rồi, chả có tí gì nữa cả, hỏng hết rồi. Kiểm toán người ấy hết, chắc là hỏng bắt đầu bỏ xó. Bây giờ dùng đến lại bắt đầu sửa. Cái này cái hôm ta mà khi mà xe này rửa lên là mới lắm. Bây giờ thay toàn đồ xịn mà. Xe tàu nhưng mà thay toàn đồ xịn rồi. Toàn Honda. Chợ ông hôm nay có đi cô không mời sao không mời nhà bác sẽ em tưởng em mời em tưởng mời đi sao nay đi. Thì có thấy nó kêu cái gì không? Có kêu. Kêu như nào? Cứ quẩy quẩy chắc là cái tôi đoán là cái nhung của nó mòn đều. Cái xích này của bác nó quan thì chưa được cái xích này hôm ta tăng lên là cái chỗ thì trùng chỗ tăng. Bây giờ nó mòn không đều. Ừ, thì tôi đoán là nó mòn không đều cứ quẩy quẩy. Xe đạp đi
chán ở nhà chả sổ đỏ, chán ở nhà có đi đến đâu. Việt Nam nó chặn đi hai mắt đấy. Thế nó kêu đấy thì không hay là cái nhung nào nó mòn. Ừ, đây là nó kêu cái sợi xích này. Ừ. Đi nó cứ tạch tạch tạch. Đấy nó cứ cạch cạch chứ. Thế mà thấy. Chùm hết rõ rồi nó chặn đi hai mắt. Để nó thay bộ mới.